Thưa quý vị và các bạn, dưa hấu, đường, gạo và nhiều nông sản khác đang phải đối mặt với những khó khăn về tình hình xuất khẩu. Có nhiều nguyên nhân được đề cập, trong đó có hai vấn đề quan trọng là bài toán điều tiết thị trường và câu chuyện quy hoạch vẫn đang chờ lời giải. Cửa khẩu tại Lạng Sơn chứng kiến những xe dưa hấu ùn tắc kéo dài. Cùng thời điểm này, những mặt hàng nông sản khác như đường, gạo cũng đang xếp hàng dài chờ thông quan ở Lào Cai. Những hình ảnh này không chỉ phản ánh bức tranh xuất khẩu nông sản không mấy lạc quan, mà còn dự báo nhiều khó khăn, thách thức ngành nông nghiệp. Bây giờ để cho nông nghiệp tăng trưởng thì chúng ta đầu tiên là phải tháo gỡ về thị trường. Chúng ta phải cấp tốc thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm kiếm, ký kết hợp đồng và thúc đẩy xuất khẩu, mở cửa, mở đường cho nông nghiệp phát triển. Xuất khẩu khó khăn đã khiến người nông dân đã vất vả lại càng khó khăn hơn. Còn doanh nghiệp thu mua nông sản chậm thông quan một ngày là tốn thêm một lần chi phí, chưa kể hàng hóa nhanh chóng mất giá vì không được bảo quản tốt. Kêu là được 6.200, 6.100, bây giờ còn có 3.200 mà lỗ thì mà mất cả nữa mà làm cái gì được. Bắt tay hôm nay là lỗ phải là 30 tới 35 triệu. Thì bây giờ nếu như mà hàng không đi được thì thứ nhất cái chi phí, tăng thêm cái chi phí là chi phí bốc hàng xuống, dỡ hàng xuống rồi bốc hàng lên. Mỗi khi mà xuất được hàng thì lại gọi xe vận chuyển vào. Bây giờ lại qua cái cân tải này nữa, người ta không cho đi nhiều. Thì tự nhiên là xe vận chuyển rất là khó, không có xe để mà bốc hàng vào. Đến khi bốc hàng vào rồi thì đấy tăng thêm cái chi phí là công nhân chỗ nọ chỗ kia. Đấy, rồi khi mà hàng hạ xuống đây thì cũng không tránh khỏi được rách vỡ rồi ẩm ướt rồi mốc các thứ đại khái. Thí dụ như hàng này nó để được bảo quản tốt thì được một hạn sử dụng một năm, nhưng mình nâng lên đặt xuống rồi là làm nó không đảm bảo thì là sử dụng nó không được lâu như thế nữa. Xuất khẩu bấp bênh một lần nữa cho thấy bài toán dự báo định hướng, điều tiết thị trường vẫn đang chờ lời giải từ các cơ quan chức năng. Và trong lúc nhiều câu hỏi còn để ngỏ, thì vụ dưa hấu năm nay, người dân được chứng kiến những cách giải quyết bài toán thị trường rất cụ thể, từ nơi trồng dưa như là Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định cho đến thủ đô Hà Nội, nhiều tổ chức, cá nhân tình nguyện mua dưa, ủng hộ người nông dân. Với cái giá dưa mà nó thấp như thế này thì không đảm bảo cho cuộc sống của bà con. Vì vậy, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phát động trong đoàn viên thanh niên để cùng ủng hộ, cùng chia sẻ với bà con nông dân để nâng cao cái giá dưa và có thể đảm bảo cuộc sống cho bà con trong cái giai đoạn gần nhất. Thay vì chúng ta mua những loại trái cây khác thì chúng ta mua dưa để ủng hộ cho bà con ở tỉnh nhà, hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào cái để hỗ trợ cho bà con trong cái lúc khó khăn. Thông qua những hành động mua dưa ủng hộ này, có thể thấy thị trường trong nước có tiềm năng rất lớn trong việc tiêu thụ dưa hấu nói riêng và nông sản khác nói chung. Câu chuyện từ mùa vải năm 2014 là một ví dụ. Trong khi thị trường Trung Quốc giảm tiêu thụ vải Việt Nam, người trồng vải vẫn được mùa, được giá do chuyển hướng kịp thời sang thị trường trong nước. Bên cạnh vấn đề thị trường, câu chuyện quy hoạch cũng được nhắc nhiều trong những ngày nông sản gặp khó khăn. Điều bất ngờ là, mặc dù được trồng hàng năm cho sản lượng lớn, song dưa hấu không có tên trong cơ cấu cây trồng chủ lực. Vì thế, chưa có một quy hoạch cụ thể cho loại cây trồng này. Và biện pháp mà ngành trồng trọt khuyến cáo người trồng dưa lúc này là để giảm áp lực tiêu thụ, người dân nên trồng giải vụ, tránh thu hoạch ồ ạt vào cùng thời điểm. Đối với việc trồng dưa hấu thì chúng tôi cũng xin lưu ý rằng vì nó là cái cây rất ngắn ngày và cây làm tăng vụ, tăng cái thu nhập trên một đơn vị diện tích. Cho nên là nói về quy hoạch, hỏi về quy hoạch vùng dưa hấu thì chúng ta không có cái quy hoạch cho một cái loại cây cực ngắn ngày như vậy. Và cây này là cái cây mà bà con nông dân nhanh nhạy trong cái việc mà xử lý cái tình huống để có thể là mang lại một thu nhập cao, thậm chí là có những vụ làm giàu cho bà con nông dân. Thì cái diện tích nó được mở ra. Ở đây chúng ta bàn đến thì cơ bản vẫn là vấn đề nắm bắt thị trường. Trở lại câu chuyện tình nguyện mua dưa ủng hộ, nhiều chuyên gia nhận định sức tiêu thụ của thị trường trong nước là rất lớn. Bất chấp những khó khăn còn chồng chất, nhiều vùng trồng dưa
lại bắt đầu một vụ sản xuất mới và kỳ vọng vào những giải pháp thị trường từ các cơ quan chức năng.